Xin chào quý vị, Hạnh Xuân rất vui khi được gặp lại toàn thể quý vị trong chương trình Tuổi Mới Lớn được phát trên kênh LA34 Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An vào lúc 16:30 ngày thứ Hai và phát lại vào lúc 16:30 ngày thứ Sáu trong tuần, phát lại vào lúc 8:00 ngày thứ Tư tuần kế tiếp. Thưa quý vị, đây là một chương trình rất bổ ích dành cho các bậc làm ba làm mẹ cũng như các con đang ở độ tuổi mới lớn, thấu hiểu về những nỗi lo lắng của các bậc làm ba làm mẹ đối với các con của mình đang ở độ tuổi mới lớn. Và không phải các bậc làm ba làm mẹ nào cũng có những cách truyền đạt tâm lý của mình một cách đúng đắn và dễ hiểu nhất đến các con của mình và thấu hiểu được những nỗi niềm tâm tư đó của các bậc làm ba làm mẹ. Ngày hôm nay, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Đa Truyền thông TNT để thực hiện chương trình này. Và đồng hành cùng với Hạnh Xuân trong số phát sóng ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị có sự hiện diện của chuyên gia tâm lý Mỹ Hạnh. Chào anh Xuân, gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả đang xem chương trình Tuổi Mới Lớn. Dạ vâng, và kế bên đó là một cô gái cực kỳ dễ thương xinh xắn, có một chiếc răng khểnh rất là đáng yêu của chúng ta, xin được giới thiệu với tất cả quý vị, bé Tina. Dạ, con chào cô Ánh Xuân, con chào cô Mỹ Hạnh và chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, và ngày hôm nay là một câu chuyện có thể nói là hơi nhạy cảm một tí xíu, nhưng cũng là vấn đề mà các bé đang ở tuổi dậy thì mới lớn cần quan tâm, cũng như các bậc làm cha làm mẹ cần chú ý đến các con của mình hơn. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tiểu phẩm sau đây liên quan đến một chủ đề mà cần có sự thông hiểu và đồng hành cùng của ba mẹ dành cho các con của mình. Học gì đó con? Dạ, con đang học bài. Học cái gì mà giấu mẹ vậy hả? Đưa cho mẹ coi coi. Có giấu thôi. Mẹ nói đưa đây. Bài. Đưa đây cho mẹ coi nhanh. Trời đất ơi, Phương ơi là Phương. Mới tuổi này à mà con đọc cái gì quan hệ giới tính rồi tùm. Hả, con đọc cái gì vậy Phương? Đâu có cái này, con học bài mà. Con học bài, học bài. Học bài hả? Mẹ kêu con á là học bài cho đàng hoàng. Con không chịu lên học bài. Con ngồi một mình ở đây ôm cuốn sách này rồi đọc những cái sách tầm bậy tầm bạ rồi tầm lum vậy hả Phương? Cái này bài con học nên là con ngồi con coi bài trước mà mẹ nói gì vậy? Có phải con đã có người yêu rồi đúng không? Thì bạn con là bạn Tuấn. Bạn Tuấn hay qua nhà mình chơi với học bài Thằng với con. Tuấn hả? Con với nó yêu nhau rồi. Hai đứa có làm gì chưa? Con đứng lên con cho mẹ coi coi hả? Tụi con có làm gì mẹ chưa? Mẹ làm cái gì kỳ quá vậy? Kỳ cái gì? Nè, khai thiệt cho mẹ nghe. Con với nó đã làm cái gì chưa? Hẹn hò gì chưa? Có đi làm đến cái chuyện gì chưa? Mà tại sao con... Mẹ nói cái gì con không hiểu gì hết trơn á. Mẹ biết ngay mà. Là thằng Tuấn đúng không? Hèn gì con với nó. Cứ hẹn hò nhau. Hai đứa ríu rít đóng cửa trong phòng, nói là học, rồi nói là làm này kia. Thì ra là tụi con đã làm chuyện người lớn rồi đúng không? Tụi con có xù xì gì đâu, mẹ tự áp đặt suy nghĩ mà lên con rồi mẹ nghĩ oan cho con hoài à. Mẹ nghĩ oan cho con được lắm. Con ở đây nha, mẹ sẽ đi ra gặp thằng Tuấn, mẹ nói chuyện với nó. Nếu mà thật sự con với nó ha, mà nó có làm cái chuyện gì ha, chuyện người lớn ha, là mẹ xử đẹp con, mẹ xử đẹp thằng Tuấn luôn. Mẹ làm quá, mốt con bị cô lập không ai thèm chơi với con á. Nè, nghe, mẹ không cần con chơi với ai. Con chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn học bài, học hành là mẹ mừng rồi ha. Còn bây giờ cái chuyện mà nếu thật sự mẹ đi ra gặp thằng Tuấn liền bây giờ, con với nó mà có chuyện gì thì đừng có trách mẹ tàn nhẫn với con nghe chưa. Mẹ làm con xấu hổ quá à. Con bỏ nhà, con bỏ học cho mẹ vừa lòng á. Nè, con đứng lại cho mẹ, mẹ chưa nói xong mà. Phương, con với cái gì đó hả? Trời ơi là trời, tôi tức quá, tôi khổ với cái nhà này quá mà. Trời đất ơi là trời. Cái gì vậy? Cái gì mà anh về tới nhà là em la hét ôm sòm? Bây giờ em có biết trong xóm này là em nổi tiếng không?
nổi tiếng ồn ào luôn đó. Anh hay quá ha. Anh suốt ngày á, lý do đi làm từ sáng đến tối, bạn bè ăn nhậu đánh tennis này nọ. Anh coi đi, anh ở nhà anh coi con gái rượu của anh kìa. Em à, công chuyện làm ăn của anh đúng không? Đó, phải có bạn bè này nọ chứ. Rồi chiều xuống thì anh cũng phải ngồi với người ta ăn chút để trao đổi, để mà gây cái mối quan hệ này nọ. Chứ đâu có gì đâu mà em làm dữ vậy. Ai cũng phải có bạn bè hết, em hiểu không? Anh hay quá. Anh có bạn bè hả? Anh có đủ thứ hả? Tính bây giờ con gái của anh nó cũng có. Nó có bạn kìa. Em ơi, nó đi học thì nó phải có bạn thôi. Cái chuyện nó chuyện bình thường. Nó học để nó có bạn để mà nó trao đổi cái việc học hành. Rồi nó cảm thấy là cái chuyện học của nó cũng vui sướng, thích thú. Em hiểu chưa? Đây, anh nói thật với em, con của mình vô cùng là ngoan. Nó nè, nó nói với anh là hôm nay về sớm nè, rồi đưa nó đi đâu mua tập vở gì đó, sách báo gì cho nó học hành của nó đó. Có bạn mà tôi chưa nói xong ông nhảy vô họng tôi rồi. Nó có bạn trai, nó quan hệ với người ta rồi kìa. Có bạn trai rồi là làm chuyện người lớn. Ông đừng có giả khùng với tôi ở đây ha, ông đừng có giả khùng giả điên với tôi ở đây nha. Ai khùng điên gì? Trời, em kể anh nghe là anh muốn lùng bùng lỗ tai rồi. Mà anh khùng là em điên luôn đó. Con mình có bạn trai, có quan hệ người lớn nữa. Em nói sao vậy? Trời ơi, anh biết con mình mà. Nó ngoan, nó hiền. Nó là con gái rượu của vợ chồng mình, của anh. Lấy đâu mà nó ngoan kiểu đó mà làm sao có. Chắc không có đâu em ơi. Yên tâm đi, đợi nó đi học về. Rồi anh hỏi nó đâu đó đàng hoàng. Ủa, mà nó đi học về chưa vậy? Nè, ông bớt tào lao nha. Ông ngồi yên, nghe tôi nói rõ từng chữ về con gái rượu của ông nè. Tôi vừa phát hiện không những nó có bạn trai mà đã quan hệ với người ta rồi. Bây giờ ông kêu nó xuống nói chuyện với nó đi. Cái gì? Nó có bạn trai thiệt vậy hả? Mà em ơi, anh thấy hình như là con mình nó ngoan lắm, không có xảy ra vụ đó đâu em. Hay là nè, nó nghe, mấy hôm nay em làm trong cơ quan xí nghiệp của em đó, rồi bị mà căng thẳng thần kinh quá, phải không? Muốn tâm sự gì tâm sự với anh đi, không sao, anh nghe hết á. Thôi ha, tôi không có bực bội gì hết. Ông nghe rõ nè, ông muốn cái gì, ông kêu tôi bình tĩnh đúng không? Ông vô ông nói chuyện với con gái rượu của ông, hay là ông kêu nó ra đây, ông hỏi rõ nó thì ông sẽ hiểu được. Làm cha như ông ha, có ngày con gái nó mang bầu về nhà là nhục hết cái gia đình này, tôi cho ông vừa lòng. Ủa vậy là anh Phương đi học về rồi hả? Nó đang ở trong nhà hả? Thì để từ anh kêu nó. Có gì đâu. Thôi anh, tự nhiên em kể vậy, tự nhiên tay chân nó lạnh hết trơn, thôi em kêu nó giùm anh đi. Phương! Dạ, ra đây lẹ lên. Ra đây ba biểu nè. Ra đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Hết sức bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Nè con, con làm cái gì đó mà ba về tới nhà là nghe mẹ con là la mắng con vậy hả? Kể cho ba nghe coi. Con có làm gì đâu, con đang học á, cái mẹ vô, cái mẹ thấy cái cuốn sách này nè, cái tự nhiên cái mẹ làm ầm ĩ lên, rồi mẹ kêu Tuấn với con gì, con nói chả hiểu nữa. Cuốn sách gì đó mà mẹ con lại la? Rồi con nói hồi qua con không hiểu luôn nè. Thì cái cuốn sách này nè, giáo dục giới tính với lại quan hệ tình dục tuổi mới lớn, là mai con có tiết nên là cô kêu về soạn. Thì kêu soạn thì con phải đọc trước để mai cô hỏi con biết mà trả lời. Con đang coi vậy cái mẹ vô, mẹ không nói không rằng gì hết đó, cái mẹ làm âm ỉ, mẹ sùm lên, cái mẹ tự suy diễn là con với bạn Tuấn là yêu rồi, xong rồi quan hệ rồi, sợ không có bầu rồi đòi qua nhà đánh bạn Tuấn nữa. Ủa như vậy là cái cuốn sách này là nó trong cái giáo trình mà ở trong trường, trong lớp của con hả? Dạ. Cái này là cái chuyện học của nó, có sách giáo khoa đàng hoàng, người ta dạy dỗ cái chuyện là tuổi mới lớn đó, quan hệ bạn bè, quan hệ giới tính như thế nào, tự nhiên làm tôi hết hồn à. Thì tôi không biết, tôi về tôi thấy nó không lo học bài, tự nhiên nó ôm cuốn sách này nó đọc đến là quan hệ giới tính trai gái, cái gì tùm lum tùm la, dĩ nhiên tôi phải lo chứ. Ông thấy đó, bây giờ hả, quá trời con nít cỡ tuổi này nè, quan hệ tùm lum,
Rồi em thấy con bé ngoài đường không? Mới 13 tuổi à, bây giờ nghỉ học nghỉ hành, ôm cái bụng bầu rồi đó, ông không nhìn thấy hả? Anh hiểu. Nhưng mà đây nè, em muốn dạy dỗ con gì thì cũng phải là biết rõ tường tận mọi chuyện, chứ đâu phải thấy cái chuyện vậy cái nhiên la toán lên rồi giận hờn rồi nạt nộ, đâu có được đâu. Em yên tâm đi, mỗi lần mà cha con anh ở bên nhau á, anh đều dạy dỗ nhắc chừng hết trơn á, mà con mình nó ngoan biết nghe lời mà. Anh nói đó nha, con á là học không được quan hệ sớm. Còn anh nha, mà quan hệ bừa bãi là anh đừng có trách em nha. Em mà phát hiện được á là anh đừng có nói là tại sao em tàn nhẫn và ác độc với anh, nghe chưa? Trời ơi, tự nhiên con cứ chuyển qua ba. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Tuổi Mới Lớn. Tina ơi, con là nhân vật bước ra từ trong cái câu chuyện đó. Như vậy á, khi mà con ở trong cái tình trạng như thế, trong cái tình huống như thế, bị mẹ la áp đặt cái chuyện đã rồi, mặc dù là con chưa biết gì hết, thì con suy nghĩ như thế nào? Thì con cảm thấy rất là bối rối, bất lực với lại tổn thương. Tại vì mẹ không chịu lắng nghe mình mà đã la rầy mình rất là nhiều như vậy và áp đặt mình như thế. Mẹ không chịu lắng nghe mà đường đột và rất là nóng vội khi la con và áp đặt con những chuyện đã rồi như thế. Thì chị ơi, như vậy là người mẹ như vậy là đúng hay là sai trong cái trường hợp này? Thật ra là có một cái vấn đề mà chúng ta cũng phải trăn trở là tại sao Tina, nhân vật của Tina là con đang học một cái môn là môn giáo dục giới tính và con cần đọc trước tài liệu để có thể báo cáo cái vấn đề thuyết trình trước lớp, hoặc là có thể cô giáo đặt những câu hỏi thì con sẽ trả lời, có nghĩa là cái thái độ của con là con học tập tốt á, nhưng mà mẹ lại không hiểu, nghĩa là mẹ không có hiểu được đây là cái hành động để con chuẩn bị bài. Dường như là người mẹ này chưa có quan tâm sâu sát lắm đối với cái vấn đề học tập của con. Nếu mà mình quan tâm sâu sát thì mình biết được rằng cái môn học của con là môn học như vậy, môn học giáo dục giới tính hay là môn sinh học, và trong nội dung đó thì nó có những cái nội dung như vậy. Nghĩa là mẹ cũng chưa quan tâm đến vấn đề học tập đấy, nên là mẹ có sự hiểu lầm khi thấy con đọc những cái thông tin đó và cứ nghĩ là con đọc những thông tin không đúng. Và từ việc đọc thông tin không đúng thì nghi ngờ là chắc là con mình có những cái hành vi như là quan hệ sớm, nên là dẫn đến cái sự lo âu. Khi chưa hỏi con cớ sự như thế nào thì có lẽ là người mẹ khó chấp nhận khi phát hiện là cái cuốn sách giáo dục giới tính đó ở trên ngay sofa của con gái của mình. Và có thể là rất là bức xúc, đúng không ạ? Người mẹ đặt vai trò của người mẹ thì rất là bức xúc, nhưng bên cạnh đó người mẹ cũng không chịu lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư, nỗi niềm của con gái mình. Đúng rồi. Có vẻ như là cái sự vội vàng của người mẹ đã hiểu lầm con rồi. Và một đứa trẻ mà khi con có những cái hành động đúng đắn mà mẹ không thấu hiểu thì đứa trẻ sẽ cảm thấy rất là ấm ức. Và cô Hạnh thấy rằng Tina diễn rất đúng cái tâm trạng là cảm thấy rất là uất ức vì mẹ đã hiểu lầm con. Thật ra là ở tuổi này thì cái việc mà gọi là có những cái tình cảm về mặt giới tính là cái chuyện nó cũng rất là bình thường thôi. Nhưng mà mẹ đang nghi ngờ rằng nếu mà con có tình cảm với một bạn nam nào đó, rồi con đọc những cái thông tin về giáo dục sức khỏe sinh sản, đúng không ạ? Thì con lại hành động theo những chiều hướng đó, thì rõ ràng là người mẹ chưa có thấu hiểu lắm về đặc trưng tâm lý ở tuổi dậy thì, cũng như là không có niềm tin vào con, cứ nghĩ là đứa trẻ tiếp xúc với những thông tin đó thì đứa trẻ sẽ hành động theo chiều hướng đó. Thì đây là một cái cư xử nó chưa có thông hiểu lắm giữa cha mẹ và con cái. Dạ. Và thêm nghĩ là người mẹ mà có những cái hành động như thế, những cái lời nói như thế thì dễ làm cho con của mình bị tổn thương và rơi vào tuyệt vọng lắm. Tina ơi, như con ở trong trường hợp đó mà con bị mẹ áp đặt những chuyện đã rồi như vậy, mặc dù con chưa biết gì hết á, thì ví dụ con là ở ngoài đời mà người mẹ của con nói như vậy thì con sẽ suy nghĩ như thế nào? Thì tất nhiên là con sẽ cảm thấy rất là ấm ức, tại vì mẹ không hiểu mình. Mình chưa kịp giải thích gì hết là mẹ đã vào mẹ la mắng và áp đặt mình như thế, thì con cảm thấy rất là ấm ức. Và nếu mà có cơ hội thì con sẽ giải thích với mẹ. Và con sẽ hành xử ra sao? Con sẽ hành xử ra sao nếu như là không hành xử giống như cái cách của cái bạn trong câu chuyện vừa rồi? Dạ, tại vì ở ngoài thì con khá là mít ướt, nên là khi gặp chuyện ấm ức là con sẽ khóc. Dùng nước mắt thôi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Với lại khá là bất lực khi mà mẹ không chịu nghe mình giải thích như vậy. Có thể nước mắt của con cũng là một cái câu trả lời
câu trả lời cho cái sự bức xúc của mình đối với người mẹ. Nhưng mà con cũng cần phải có những cái lời thổ lộ tâm tình của mình đối với mẹ ở cái độ tuổi mới lớn này. Và con có thường xuyên hay tâm sự với mẹ về những cái điều mà khó khăn về giới tính, những cái điều mà con không hiểu biết với mẹ không? Dạ rất nhiều luôn á, con coi mẹ như là một người bạn rất là thân với con luôn. Đó, cho nên là có chuyện gì là cứ về tâm sự với mẹ, và mẹ rất là tâm lý, mẹ con rất là tâm lý và giải thích cho con đủ thứ mọi chuyện hết. Như vậy con có hay tâm sự với ba không? Dạ. Ba thì là về cánh đàn ông nên là ít khi tâm sự về những cái chuyện mà giới tính với lại giáo dục giới tính lắm. Dạ. Và theo chị nghĩ là trong cái trường hợp này thì người ba có nên là chia sẻ với con của mình về cái vấn đề này không? Thì nếu mà trong gia đình thì nếu mà mẹ mà không có hiểu lắm thì ba phải là người đứng ra khuyên răn và thấu hiểu. Nếu mà cả hai người đều không hiểu vấn đề thì rất là tội nghiệp đứa trẻ đó. Thì trong tình huống nếu mà mẹ nóng nảy như vậy thì ba có thể là đóng vai trò là mềm dẻo hơn, có thể có cái nhìn khách quan hơn để quan sát chậm hơn một chút xíu và phân tích cho mẹ hiểu rằng là con mình chỉ đang là học một cái môn thôi, và cái việc chuẩn bị bài trước của con là một thái độ rất là tốt. Vì vậy là mình nhìn vào cái điểm tích cực đó để mình khen ngợi và động viên con. Nếu mình có cái thắc mắc gì đó thì mình phải hỏi tại sao con nghiên cứu giới tính, tại sao con lại nghiên cứu về sức khỏe sinh sản. Thì đứa trẻ nó sẽ có cái cơ hội để nó được nói lên cái vấn đề của mình, nói lên cái lý do của mình. Còn mình chưa đặt câu hỏi, mình chưa dừng lại để mình quan sát kỹ càng mà mình phản ứng như vậy thì có nguy cơ là mình trách lầm đứa trẻ đó. Thì giống như Tina chia sẻ là cảm thấy ấm ức lắm, cảm thấy tổn thương lắm. Và từ cái sự ấm ức đó, từ cái sự tổn thương đó thì nó làm gia tăng cái sự căng thẳng giữa mẹ và con cái trong tình huống này. Và đứa trẻ sẽ cảm thấy mất động lực trong học tập. Từ một đứa trẻ có thái độ tốt, có động cơ học tập tốt, nhưng mà có thể vì bất mãn với cách cư xử và cảm thấy mẹ không có tin mình nên mình buông xuôi luôn, mình không tích cực học tập nữa, thì nó dẫn đến một cái hậu quả rất là lâu dài về cái vấn đề học tập của con. Như vậy nãy giờ chúng ta nói đến vai trò của ba mẹ, cái gì nên làm, cái gì nên giải thích cho con mình biết. Và ở đây em muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa là trong trường hợp này thì người con gái đó phải làm sao để cho mẹ của mình không phải hiểu lầm mình? Tina thân mến, một điều mà cô Hạnh thấy được là con rất là may mắn, bởi vì con có một người mẹ rất là tâm lý, đúng không ạ? Cái người bạn mà con diễn trong câu chuyện này thì có một người mẹ hơi là nóng nảy một chút xíu, đúng không? Và nếu mà mình có cái người thân mà hơi nóng nảy mà mình lại nóng nảy ngược lại thì nó sẽ gia tăng cái sự mâu thuẫn, đúng không? Vì cô Hạnh nghĩ rằng nếu là cái nhân vật đó thì chắc là bạn cũng phải bình tĩnh lại. Bạn gọi là từ tốn để bạn có thể kiên nhẫn giải thích cho mẹ hiểu. Và khi mẹ mình hiểu rồi, tất nhiên là mẹ mình thương mình. Và nếu mình giải thích một cách hợp lý và có sự dẫn chứng từ môn học hoặc có sự minh chứng của cô giáo, đúng không ạ? Thì chắc chắn là mẹ sẽ tin và mẹ sẽ gọi là ủng hộ con. Không chỉ là những cái kiến thức liên quan đến môn học, mà con có thể mở rộng thêm những cái thông tin cần thiết để làm giàu thêm cái vốn sống cho bản thân mình nha. Tina ơi, khi xem cái tiểu phẩm vừa rồi, cô thấy có một cái tình tiết như thế này, tức là người mẹ khi phát hiện con đọc cái quyển sách đó và cứ áp đặt là con đã quen bạn trai và đã làm chuyện người lớn đó và còn muốn kiểm tra là con có bầu hay không. Và nếu như là đặt trường hợp là nói những cái điều đó trước mặt của những cái người bạn của con thì con suy nghĩ như thế nào và con giải quyết ra sao? Dạ, tất nhiên khi mà mẹ nói cái vấn đề đó trước mặt những người bạn của con thì con sẽ cảm thấy là ngại, xấu hổ, và khi đó cái lòng tự trọng của mình sẽ bị tổn thương là nhiều. Nhưng mà con nghĩ cái hướng giải quyết của con sẽ là con sẽ giải thích với các bạn là mẹ mình là có hơi nóng tính và khá là truyền thống và không có hiểu cho mình lắm, thì sẽ xảy ra cái chuyện như vậy khi mà mẹ quá nóng vội như thế, mình chưa kịp giải thích với lại mẹ, cho nên là sẽ xảy ra cái trường hợp như thế, thì con sẽ giải thích với bạn như vậy đó, thì con nghĩ là bạn sẽ hiểu ý của con. Chính xác, chính xác. Và một cái vấn đề thứ hai nữa mẹ cần phải hiểu rằng con mình đã ở tuổi dậy thì rồi, sắp lớn rồi, vài năm nữa là con phải thoát khỏi vòng tay của mẹ để con có thể có những cái mối quan hệ và thậm chí là con phát triển cái sự nghiệp của bản thân mình. Thì có một cái câu rất là hay là người lớn hãy vẽ đường cho những chú hưu chạy đúng. Còn nếu không vẽ đường cho những chú hưu chạy đúng thì những chú hưu này sẽ chạy vô đường cục, thì rất là nguy hiểm. Vì vậy là rất mong mẹ
trong câu chuyện này cũng như là những người phụ huynh trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay là hãy xem vấn đề giáo dục giới tính là một vấn đề hết sức cởi mở, và hãy cung cấp cho con và đồng hành cùng con những cái thông tin về sức khỏe sinh sản, về giới tính để có thể cho con một cái hành trang vững chãi, con thích nghi với cuộc sống và con có hành xử một cách văn minh và phù hợp đối với vấn đề là tình bạn, tình yêu trong tương lai. Quý vị, và thế là thời lượng phát sóng của chương trình Tuổi Mới Lớn đến đây cũng đã tạm khép lại. Một lần nữa, Hạnh Xuân cũng như chuyên gia tâm lý Mỹ Hạnh và bé Tina rất chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị. Và cũng không quên nhắc đến toàn thể quý vị, chương trình Tuổi Mới Lớn được phát sóng trên kênh LA34, Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An vào lúc 16:30 ngày thứ Hai và phát lại vào lúc 16:30 ngày thứ Sáu trong tuần. Và phát lại lúc 8 giờ sáng ngày thứ Tư tuần kế tiếp. Rất mong sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị. Và xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong số phát sóng tiếp theo.